Và xin giới thiệu với mọi người, đây là chiếc xe Bugatti Royale, là ở thập niên đó lúc nó ra là chiếc xe mắc nhất ở trên thế giới. Giá trong bảo tàng này thì có hai chiếc. Tư thế của nó là những chiếc xe mắc nhất trên thế giới, cho nên hai chiếc xe Bugatti này được canh giữ rất là cẩn thận. Và camera infrared có nghĩa là nếu mình đụng sao cái camera thì nó sẽ reo lên. Đây là chiếc Bugatti Royale nhưng mà là loại limousine cho nó dài hơn. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz sản xuất ra năm 1938 ở Đức. Còn đây là tất cả loại Bugatti cổ. Và bên tay trái là xe Rolls-Royce. Đây là xe Maybach Cabriolet DS8 sản xuất ra vào năm 1938 ở Đức. Đây xin giới thiệu với mọi người là chiếc Bugatti Coachtip 55 đã sản xuất ra vào năm 1934 ở Pháp. Và nó đã đi rất là nhiều nơi, nhất là đã đi qua từ châu Âu đến bên Mỹ. Và đầu tiên trước khi mà nó vào cái bảo tàng này thì nó là cái màu của nó là đen với xanh. Nhưng mà do nó đã đi qua thời gian rất lâu cho nên khi vào bảo tàng thì người ta đã sửa chữa nó lại. Người ta đã sơn nó lại thành giống như là con ong. Cho nên bởi vì mà mình thấy nó là màu vàng với là màu đen. Chiếc Hispano Coupé Chauffeur J12 sản xuất vào năm 1934 ở Pháp. Vào thời đó chiếc xe này là chiếc xe có thể đi nhanh nhất.
chiếc xe này là chiếc xe Isuzu Frascini là du lịch 8A đã sản xuất ra vào năm 1928 ở bên Ý. Còn đây là cũng là chiếc xe loại Isuzu Frascini nhưng nó là chiếc Berlin Jeep 8A sản xuất ra vào năm 1925 ở bên Ý. Xe tableau monoplace. Và xin giới thiệu với mọi người, chúng ta đang ở một cái khu rất là đặc biệt ở trong bảo tàng. Đây là cái khu dành riêng cho những xe thể thao từ đời xưa cho đến hiện đại. Và nó bao gồm rất là nhiều loại xe Bugatti, Peugeot, Ferrari. Trong chiếc xe này, Michael Schumacher đã đậu Grand Prix Formula 1.